Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Lê Thị Nhi. Chào con. Chào. Lâu quá rồi Nhi không có quay video nên là hôm nay tranh thủ mình quay video, tại vì bình thường Nhi ở nhà với em bé không á, nên là Nhi sợ nội dung nó cứ lặp lại rồi mình quay nội dung nó còn không còn có hay. Nhưng mà thôi, thỉnh thoảng thì Nhi quay một vài cái video với em bé, mong cô chú anh chị thông cảm nha. Cô chú anh chị có ủng hộ thì ở lại xem hết video với hai mẹ con. Từ bữa đầu hình như là Nhi nhớ là tháng này Nhi mới chỉ có làm hai cái video thôi. Sang cái tay áo lên. Sáng nay thì Nhi đã cho Huy Hòn ăn cháo súp đậu đen, cho nên là mặt còn đen thui, dính vô cái yếm luôn nè. Rồi bây giờ nó mới chơi nghỉ một chút á, cái giờ Nhi cắt thanh long cho nó ăn. Hồi nhỏ Huy Hòn thích ăn thanh long lắm, mà bây giờ lớn lên một xíu á, thì không có thích nữa. Nên kiểu như giống như là sở thích của nó thay đổi liên tục á. Có bữa thì nó rất là thích ăn đu đủ, có bữa thì đưa đu đủ nó không ăn. Có bữa nó rất thích ăn trái xoài, mà bữa đưa thì cũng không ăn. Sáng nay thì ở chỗ mình đang mưa lắc đắc mới mưa chút xíu thôi à. Không biết là lát nữa mưa có lớn hay không nữa. Hy vọng ăn giỏi nha. Hy vọng vẫy tay đi. Trời mưa mấy con rùa nó bò vô trong sân nó đậu quá chừng. Vẫy tay nè. Vẫy tay giúp mẹ nè. Con chào ông bà cô chú. Con tóc vô xuồng. Con chào ông bà cô chú. Cả nhà thông cảm nha, khi Hoàng ăn thì Nhi cứ để bình thường ở nhà thì Nhi cứ để cho nó mặc đồ ăn uống xong rồi mình thay luôn, cho nên anh nó sẽ hơi bẩn á. Hơi dơ. Tình hình bây giờ là Huy Hoàng đã mọc được hai cái răng rồi. Chưa có, Huy Hoàng chưa có đi được, chưa có đứng được. Ôi, bóc gì vậy? Bóc gì nhiều như vậy? Này. Ôi, không thích nữa hả? Thôi mày lấy trái khác nha. Nhà mình có một cây mai nhỏ mà bây giờ nó đã ra bông rồi. Mới có qua rằm tháng 8 mà. Bông mai đẹp ra. Nó ra cũng nhiều lắm luôn á. Nhi mới tắm cho Huy Hòn xong, bây giờ là chơi một chút xíu thôi rồi sẽ đi ngủ một giấc sáng. Đây là hôm qua Nhi với anh Thép dọn đồ ở trong mấy cái tủ á, thì tự nhiên thấy con heo này. Cả nhà, con heo đắt bằng vàng nha. Màu vàng chứ. Dễ thương ha. Con heo này là từ lúc mà Nhi với anh Thép mới lấy nhau về á, là tụi mình dự định mua con heo này để mỗi ngày mình bỏ một tờ tiền vô trong này để tiết kiệm á cả nhà. Nhưng mà hình như là bỏ được có mấy lần rồi. Xong cái quên. Có ngày nhớ có ngày không, cho nên là con heo giờ nó nhị xỉn à. Nó hình như nó lỏng bỏng lắm, nó không có đầy. Mà anh Thép thì kêu đập mà Nhi thì cũng hơi thấy tiếc tiếc, mà đập ra thì cũng không có bao nhiêu á. Nên là giờ không biết là nên đập hay là nên để nè. Đập hay là để con? Hay là để tiếp tục mình bỏ vô? Hồi đó mình kiểu cứ đi làm về xong rồi rút có ngày nhớ có ngày không. Tính ra con heo này cũng 3 năm rồi. Tại vì Nhi tính tới thời điểm bây giờ cũng 3 năm Nhi về đây rồi. Giờ có đập không ta? Không biết là có nên đập không? Đập thì cũng thấy tiếc tiếc, tội cho con heo. Mà không đập thì mình để tiền trong đây mình cũng đâu có biết làm gì đâu. Giờ vàng nó lên mà. Mình đi mình đập ra mình lấy tiền mua vàng có khi nó lên giá. Mà cũng không được bao nhiêu hết con heo nhỏ heo à. Để suy nghĩ thử, từ đây đến cuối video mình suy nghĩ thử mình có đập không. Mình đập mình sẽ khui ra thử được bao nhiêu nha. Sắp tới thôn nôi của Huy Hòn rồi. Mẹ cho con Hòn con heo luôn nè. Em mẹ tặng cho con heo nè. Con heo của ba với mẹ nuôi nè, tặng cho con nè. Không chịu. Nè, con heo ba với mẹ nuôi tặng cho con luôn nè. Nè, thích không? Con thích không? Sao con mặt chùa ùa chê hả? Nhỏ quá hả? Nè, đi ngủ ha. Để mẹ đi cho con đi ngủ nha. Sáng nay trời mưa ngủ chắc mát lắm á. Nè bé ba bà cô chú, con đi ngủ một lát nữa con, dậy con quay tiếp nha. Huy Hòn đã ngủ rồi cả nhà, nên là giờ Nhi tranh thủ ăn sáng.
giờ cũng 10 giờ kém rồi. Cái này mua từ lúc sáng rồi. Cái món bún xào, cái món bún xào này này lúc trước ở trong mình đi làm ở trong Sài Gòn thôi, thì buổi sáng hầu như là mọi người rất là hay ăn món này vào buổi sáng, với lại cũng nhiều người bán nữa. Bún xào xong rồi có thêm mấy cục mà chả giò chiên nè, hoặc là đậu hũ chiên á. Giờ ăn mấy món này nhớ nhớ lại cảnh lúc còn ở trong Sài Gòn thì mình đi làm á. Quên mời cả nhà ăn sáng nha. Quên chứ, trời vẫn còn mưa ở ngoài nhưng mà mưa không có lớn. Mưa cái này là bí, trái bí cả nhà, nhưng mà ở trong nó sẽ có sợi, như thấy ở trên mạng người ta cũng ăn nhiều rồi. Hôm nay như thấy ở Ninh Thuận mình có bán á, nên là mình mua về ăn thử. Cái này một nửa này chắc định nấu cho Nhi với Hi Hòn ăn luôn, để xem thử không biết ăn như thế nào nữa. Còn đồ đây là đồ ăn cho Hi Hòn tập ăn bắp á cả nhà. Mấy cái đồ đây đã luộc chín hết rồi. Trái cây nữa này, Hi Hòn thì rất là thích uống nước ép. Cái này nước ép ổ lúc sáng ép còn lại, còn đây là nước dừa. Hi Hòn thì cũng mới ngủ dậy rồi, bây giờ Nhi sẽ lấy trái bí sợi mì này ra hai mẹ con ăn thử xem như thế nào nha. Hi Hòn chào ông bà cô chú nha. Hi Hòn mới ngủ dậy, bây giờ mẹ Nhi sẽ lấy cái trái bí sợi mì này cho hai mẹ con mình ăn thử nha. Bây giờ Nhi sẽ bỏ cái ruột nó ở trong, sau khi mình cắt mình bổ đôi, mình luộc chín thì nó như thế này nè. Sao vợ? Ui, cái hột chắc là phải bỏ, nhưng mà khi mình nã cái hột thì cái ruột của nó cũng đi theo luôn rồi, ý là cái thịt của nó cũng đi theo luôn, nó ra từng sợi luôn này cái nhà. Xong mình sẽ như thấy theo cái cách ăn là mình sẽ lấy cái này nè, cái nĩa mình kéo thì nó ra từng sợi như thế này nè. Giống như là sợi mì cho nên là nó mới tên là bí sợi mì. Rồi bây giờ Nhi sẽ để lên bàn cho Hi Hòn thử nha. Lần đầu tiên Hi Hòn ăn chắc cũng không ăn được đâu. Thử đi con. Để Nhi cũng thử một miếng thử xem như thế nào. Mời cả nhà nha. Nhi, khi mình luộc chín rồi nhưng mà mình cầm cái sợi nó vẫn còn giòn nha, chứ không phải là đụng vô là nó mềm mũn đâu. Mình ăn thử ra. Nó giòn sụt sụt đó cả nhà, nhưng mà ăn không thì nó bị lạc á. Cần mình như nghĩ là mình cần làm một cái sốt gì nó để trộn với cái này nữa thì ăn nó sẽ ngon hơn. Nó giòn, mặc dù mình đã hấp nó rất là mềm luôn nè, mình mềm mình có thể bóp nè, nhưng mà cái sợi của nó mình ăn rất là giòn luôn. Giòn ha. À, vậy là Nhi hiểu tại sao nó gọi là bí sợi mì rồi. Mình có thể dùng cái này giống như là sợi mì, mình làm một cái sốt cà chua giống như là mì Ý, hoặc là cái sốt gì đó. Khi mình kéo cái tay cũng được này, mình không cần dùng cái nĩa luôn. Đây, nó cũng ra rất là nhiều sợi nè. Để Nhi để ra cái dĩa cho cả nhà xem. Nó ra một wow, nhiều lắm luôn á. Nhi mới làm có một xíu mà đã ra một dĩa như thế này rồi. Cho Hi Hòn nha. Cái bàn này lúc nào ăn xong là Nhi cũng rửa vệ sinh sạch sẽ, cho nên là mình để đồ ăn lên cho Hi Hòn luôn, không có phải cần, không có sợ dơ đâu. Cái sợi nó dài quá hả con, để mày cắt ra bớt nha. Hi Hòn như để ý là nó thích ăn những cái gì mà còn sợi xong mà bóc bỏ vô miệng, cho nên là nãy giờ thấy ảnh ăn cái này cũng ok. Hiện tại thì mình nấu ăn cho Hi Hòn thì mình cũng chưa có nêm gia vị,
chỉ nấu nguyên chất thôi, không có bỏ đường, không có mua muối gì hết, tại vì em bé trên 12 tháng á. Trời ơi, vừa ăn vừa ngáp nữa, mới ngủ dậy. Ngon không con? Con ăn thấy ngon không? Nhum 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 nhum, ngon quá. Ngon quá ha. Ngon quá, ngon quá. Một cái nửa trái bí như thế này là Nhi nghĩ là hai mẹ con ăn không có thể nào mà ăn hết, rất là nhiều luôn. Mà ở bên trong này nó còn sợi sợi, nó thành cất, nó tạo thành từng sợi luôn. Hay quá, cái giống gì mà nó lạ dữ rồi trời. Nhìn y như là đồ giả hay cả nhà, nó sợi 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 luôn. Ui ui, ngồi xuống con. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đàng hoàng. Ngồi xuống đàng hoàng nha. Ý da. Ý da, ý da. Con chào ông bà cô chú nha. Ủa giờ ăn của con mà. Để mẹ lấy thêm đồ ăn cho con nha. Cho con mâm 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 mâm. Ngồi xuống. Con ăn món này thấy sao, được không? Được không? Anh ngồi anh nhai. Dài quá mắc cổ nha. Cắt ra ngắn lại. Dài quá con. Dài quá. Để mẹ lấy cái kéo mẹ cắt ra bóp. Cái cầm của nó rất là dài luôn rồi nè. Wow. Đây là chắc nó tạo thành từng dòng luôn á. Ăn nó giòn lắm cả nhà. Mà nó không bay mùi. Nó không bay mùi giống như như là trái bí đỏ bình thường mình ăn quá nhiều. Nó cũng kiểu hơi mùi thoảng thoảng thôi. Nếu mà mình không biết nó tên là bí thì mình ăn mình cũng không biết nó là trái bí đâu. Nó cũng có một cái mùi thơm. Có cái hộp này. À nhưng mà nó chín rồi. Hồi nãy lúc mà nó còn sống mà mình lấy cái hộp này mình dăm. Còn bây giờ mình đã luộc chín rồi sao mình dăm được nữa. Để trái kia. Để nữa còn nửa trái nữa. Ý nè. Chà. Chà. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngắm cảnh rồi, ăn mệt mệt ẩm ghê á. Lấy cái chân ra, kẹt cái chân ra. Y Hồng thích ăn cái món này à. Y Hồng kiểu thích ăn mấy cái món sợi sợi để bóc. Này. Rồi để mày lấy thêm dĩa trái cây nữa con nữa nha. À, dĩa đồ luộc chứ. Dĩa đồ luộc của con mẹ. Con thích ăn khoai tây nè. Cho con cái muỗng nè. Cái này là như cho Huy Hoàng tự bóc được bao nhiêu bóc không? Còn sau khi mà thấy nó ăn không nhiều thì mình sẽ đút thêm cháo nữa nha. Hôm nay Nhi ăn nuôi xong rồi Nhi luộc thêm một phần cho Huy Hồng. Cái này là nuôi gà lứt. Ngon quá. Cho mẹ một cái đi. Chưa biết cho.
Cái này nhìn ruột mềm lắm rồi, mềm nở luôn rồi. Ơi nhả ra. Ngon ha. Ôi. Cà rốt thì thường thấy là như để ý là Thủy Hoàng không thích ăn cà rốt cho lắm đâu. Uống nước ép cà rốt thì có uống được chút chút, chứ mà cà rốt đang sống ăn luộc luộc lên rồi ăn thì Thủy Hoàng không ăn được nhiều. Nhai xong rồi nhẽ, nhai xong rồi nhẽ. Lúc trưa Nhi ăn á, Nhi không có lần đầu tiên biết cái bí sợi mì Nhi, nên là mình không có biết nấu như thế nào, nên ăn không á thì cái vị nó hơi lạc á, nên là Nhi đã làm một cái ít sốt cà chua hành tây để mình rưới lên, mình trộn lên mình ăn thì Nhi nghĩ là nó sẽ hấp dẫn hơn. Huy Hồng mới ngủ dậy cả nhà, hình như có vẻ như ảnh ngủ chưa có thẳng giấc, chưa có đủ giấc như sao vậy, chưa có tươi tỉnh lắm. Ảnh ra đây cho nó hóng gió giảm mát rồi quay cả nhà, cho cả nhà xem mấy cái cây rau bữa giờ trồng này. Sau mấy bữa giờ trời mưa thì nó lên quá trời luôn, mà cái là anh thép trồng nhiều loại rau lắm mà mấy cái loại kia nó không có lên, chỉ có hai loại nó lên là rau nhớt với lại rau mùng tơi. Bữa giờ là nhà mình cứ rau nhớ rau mùng tơi ăn, chắc một tuần ăn hai lần á. Còn đây với nho nè, nó đã ra trái rồi, quá chừng luôn. Quay thấy không ta? Nếu mình quay lên, tại vì bây giờ cái trái nho nó còn màu xanh với lại nó nhỏ, lá nho nó cũng màu xanh, cậu quay không? Cả nhà không thấy mà nó dày lắm, nó có một khúc gì thôi mà chum 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 luôn à. Chỉ lại có một cái nữa, coi là rau mùng tơi tốt luôn à. Đi đây, sáng nay đi ra thì thấy cái cây bông này nè, buổi sáng nó đẹp hơn, buổi chiều quay có thể cái vẻ như là nó sẽ không có đẹp bằng buổi sáng. Buổi sáng thì cái bông nó màu tím đậm luôn, nhìn đẹp lắm. Nó nguyên một chùm như thế này nè, quay gần cho cả nhà xem. Nó nguyên một chùm như thế này nè, xong rồi sẽ tím từ đây lên trên luôn. Đẹp lắm cả nhà. Giờ cái này nó còn xanh á, với lại buổi chiều cái màu nó không có đậm. Buổi sáng cái màu nó rực rỡ hơn nha, màu nó đẹp hơn. Ở bên này có một cây rau tầm thì sao? Này, hay là thuốc trùng tử gì á, bữa xếp mua. Ở trong đây cũng có. Đây là củ hoa rừng á cả nhà. Mình trồng thứ nhất là mình có thể lấy lá để mình tắm mát cho mấy đứa nhỏ, hoặc là ăn cũng được, hoặc là làm trà uống cũng được. Ở bên kia cũng có mấy cây đu đủ nữa nè. Nhi thì rất là thích ăn đu đủ, nhưng mà là Nhi cơ cái cây này á, cái cây đu đủ này hình như là giống. Mua hạt giống thì gieo lên, còn đu đủ bên nhà Nhi trồng là ăn hạt quăng xuống nó lên cây. Ở đây cũng có một chậu củ hoa rừng nữa này, nó cũng đang lên. Anh Thép mới đi về 5 giờ mấy, tưởng đâu 6 giờ mới về chứ. Thì đi gọi anh là lá non rồi quá chừng luôn. Khi Hồng còn khó chịu hả? Con muốn sao? Giờ cho con ăn giá nha. Chắc là Nhi cũng xin phép tạm dừng video ở đây luôn. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian của bóc mình xem hết video này nha. Nhớ để lại cho Nhi một cái like, một cái đăng ký kênh. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Bye bye.